Chuyện nhỏ, 50 triệu có đủ không? Tại vì ngày trước mẹ nó cướp chồng của mẹ em, nên là con bé áy náy với em lắm. Em biết hết đấy. Em đã cho người theo dõi anh ta rồi. Nghĩ là có quyền, có tiền nên muốn chà đạp vào ai, muốn cướp đi mọi thứ của tất cả mọi người ạ. Anh con này. Anh ơi, tối nay mẹ em không có ở nhà. Mà em ở nhà một mình, em sợ ma lắm. Hay là anh sang ngủ với em nhá. Thế cơ à? Chắc chắn rồi, anh phải sang ngủ, còn bảo vệ công chúa của anh chứ. À mà này, xe của anh hết xăng rồi đấy. Công chúa xem thế nào, chuyển khoản cho anh một ít đi. Chuyện nhỏ, 50 triệu, có đủ không? Nó lại quá đủ luôn ý. Mà này, thế còn cái vụ xin cho anh làm trưởng phòng kinh doanh sao rồi? Thì chuyện đấy em đang nói chuyện với cái Trang. Nhưng mà con bé nó rắn lắm nên là... Tùy em ấy nhá, anh đã nói trước với em rồi. Anh ấy là phải có sự nghiệp. Tiền tài mà không có ấy, anh không lấy vợ được đâu. Cho nên ấy, cứ như thế này anh chả dám với em đâu. Thì em sẽ nói thêm với mẹ, để mẹ nói thêm vào. Tại vì ngày trước mẹ nó cướp chồng của mẹ em, nên là con bé áy náy với em lắm. Nhá. Được rồi. Mà thôi, anh đi gặp bạn một lát đây. Ừ, tối mới đến nhá. Được rồi. Chào em vợ. Mày đến đây để làm cái gì? Đến để quản lý tao à? Tao nói cho mày biết nhá, mày đừng tưởng mày đưa tao về công ty rồi muốn soi xét gì cũng được nhá. Em không có ý đấy đâu. Em sang là để xem chị làm việc có mệt hay không thôi. Sợ tao mệt đấy thì đưa anh Lâm về đây phụ tao đi. Chị vẫn nhất quyết muốn lấy anh ta về đấy à? Đấy là chuyện của tao, mày không cần phải quản. Em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi. Rõ ràng anh ta không phải là người tốt mà. Mày thì biết cái gì? Tao quen anh Lâm 5 năm rồi. Em biết hết đấy. Em đã cho người theo dõi anh ta rồi. Mày nói cái gì? Vì em thấy anh ta tiếp cận chị cũng có mục đích, nên em đã âm thầm cho người theo dõi. Ai ngờ... Ai cho phép mày làm như thế? Hả? Chị Hồng Anh. Hóa ra mày với mẹ mày cũng giống nhau cả thôi. Nghĩ là có quyền, có tiền nên muốn chà đạp vào ai, muốn cướp đi mọi thứ của tất cả mọi người ạ. Chị, em không có ý đấy đâu. Mày bỏ tay ra đi. Tốt nhất đấy, mày nên im và cút khỏi đây đi. Tao không muốn nhìn cái mặt của mày nữa. Đi. Vào đi. Sao nào? Em vợ hôm nay gọi anh đến đây có chuyện gì vậy? Hạ màn đi. Tôi biết tổng âm mưu của anh với chị tôi rồi đấy. Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu. Đến giờ mà anh vẫn còn diễn kịch được à? Anh muốn gì thì mới chịu buông tha cho chị tôi. Anh hiểu ý của em rồi. Nhưng mà anh muốn nói cho em biết rằng tình cảm của anh dành cho chị gái em là thật lòng. Vậy mà em lại căm ghét anh
muốn anh phải rời bỏ chị em. Được thôi, anh sẽ chiều lòng em để buông tha cho chị em. Bất cứ giá nào cũng được đúng không em? Đúng. Anh cứ ra giá đi. 3 tỷ. 3 tỷ. Rồi anh sẽ buông tha cho con chị ngu dốt và xấu xí của em. 3 tỷ á? Anh điên à? Tiền chứ có phải lá cây đâu. Anh không điên. Chẳng nhẽ chị em lại không có giá đến vậy sao? Anh có nghe nói một chuyện. Ngày xưa mẹ em cũng bỏ tiền ra để mua bố của anh về cho em còn gì nữa. Vậy mà bây giờ chị gái em khó khăn như vậy, em lại không cứu à? Nghĩ mà xót xa cho Hồng anh quá. Tôi đồng ý. Em đồng ý. Ngoan lắm. Số tài khoản anh đây, chuyển khoản nhanh đi, không anh đổi ý đấy. Xong rồi đấy. Còn bây giờ anh cút ra khỏi đây. Oh no. Sao em lại đuổi anh đi sớm vậy? Anh vẫn có một điều kiện nữa. Anh có muốn cái gì nữa hả? Anh muốn em. Anh con này, chị cướp người yêu của tao à? Chị ông anh, chị ông anh không phải như thế đâu. Không phải là em cướp cái gì cả. Hồng Anh là cô ta. Cô ta hôm nay gọi anh đến đây và nói với anh rằng hứa sẽ cho anh tiền, cho anh tất cả nếu bỏ em để đi theo cô ta. Mày, mày được lắm. Hết mẹ mày, rồi bây giờ lại còn đến mày nữa. Tại sao con người không cút hết đi, để cho cuộc sống của tôi yên ổn hả? Chị, là anh ta bịa đặt, mà chuyện không phải như vậy. Mày nói là mày áy náy với tao, mày thương tao, nhưng thực chất mày chỉ muốn tao khổ thôi, có đúng hay không? Chị à, chị nghe em. Một lần thôi chị hãy nghe em nói đi. Tao không muốn nghe bất kỳ lời gì từ mày nữa. Và tao cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày nữa. Tao sẽ nghỉ việc tại công ty này. Và tao sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của hai mẹ con mày. Chị, anh ơi, đi thôi. Chị đứng lại. Hai người nghe đi. 3 tỷ. Rồi anh sẽ buông tha cho con chị ngu dốt và xấu xí của em. Anh! Hồng Anh! Hồng Anh! Anh! Anh ơi! Chắc là anh không biết trong phòng tôi có camera. Số tiền 3 tỷ tôi vừa chuyển cho anh ấy, tôi sẽ sử dụng pháp luật để lấy lại. Và tôi cũng đã có đủ bằng chứng để chứng minh rằng anh tống tiền tôi. Không! Không! Chị không sao chứ? Chị hiểu một chuyện rồi đúng không? Chị xin lỗi em. Không đâu, mình là chị em mà. Em chỉ muốn làm mọi chuyện tốt nhất cho chị thôi. Em thật lòng với chị chứ? Cả trước kia, bây giờ và sau này, lúc nào em cũng thật lòng với chị cả. Chị hứa sẽ thay đổi. Chị sẽ thay đổi thật mà. Chị sẽ không như thế nữa. Quảng cáo. Hãy cố gắng làm tốt nha. Muốn tìm việc marketing, hãy truy cập tìmviec.com.vn. Anh nhá, rồi, lô với hai cái.
nói chủ cô đang bị bệnh đúng không? Tôi thấy cô không có tiền, vậy mà có người đem tiền đến, cô lại chê à? Cô là ai chứ? Em bình tĩnh đi Hồng Anh. Cô đúng là cứng đầu mà. Cô lại trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi hay sao? Có phải sự thật không? Lời tôi nói đã hiệu nghiệm rồi kìa. Mày, tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi không phải là cái đứa mà trước kia cô muốn làm gì thì làm đâu. Em định làm gì? Em xin lỗi. Bớt diện lại đi. Bỏ chồng của mình trong lúc khôn khó nhất. Thế đã tìm được đại gia nào chưa? Cô đến chết ý, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết đâu. Em không cần anh yêu em. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Nhưng mà dịp này chúng ta phải ăn mừng một bữa mới phải chứ. Thật sự rất xin lỗi. Đáng nhẽ ra công ty chúng tôi phải mời cơm, nhưng mà hôm nay lại là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi, nên tôi phải ăn cơm với vợ. Hẹn cô Hồng Anh dịp khác nhé. Anh Lâm đã có vợ rồi sao? Đúng vậy. Vợ chồng chúng tôi đã cưới nhau được nhiều năm rồi. Cô ấy đã ở bên tôi từ khi... Mà thôi, dù sao thì tôi cũng rất biết ơn vợ tôi. Tôi xin phép đi trước nhé. Giúp tôi điều tra toàn bộ thông tin về giám đốc Lâm đi. Cô là ai? Sao cô đến đây? Tôi đến đây để gặp cô đấy. Tôi muốn bàn một vụ làm ăn. Về việc làm ăn thì phải bàn ở công ty. Còn đây là nhà tôi. Tôi cũng đang rất bận nữa. Mời cô đi cho. Nghe nói chồng cô đang bị bệnh đúng không? Và cô thì lại không có đủ tiền để chi trả tiền viện phí. Vậy mà có người đem tiền đến, cô lại chê à? Cô nói thế ý là sao? Cô là ai chứ? Tại sao dám đưa điều kiện điên rồ cho tôi? Tôi là ai có quan trọng hay không? Quan trọng là bây giờ tôi là người duy nhất có thể cứu được anh ấy. Chẳng lẽ cô lại trơ mắt đứng nhìn một người mình yêu chết đi hay sao? Tôi thấy cô không có tiền, không có quyền, chẳng có sắc. Cô cũng không nhất thiết phải ở bên cạnh anh ấy đâu. Cô đúng là điên rồi mà. Vợ chồng tôi không có lý do gì để chia tay nhau cả. Loại người rốt nát như cô đúng là cứng đầu mà. Chẳng lẽ cô trơ mắt để nhìn anh ấy chết đi sao? Cô cho rằng như thế là tình yêu của cô dành cho anh ấy à? Tôi nói cho cô biết, tôi là người duy nhất có thể cứu được anh ấy lúc này. Tôi là người có thể đem đến cho anh ấy những cái điều gì tốt nhất. Còn cô ấy, cô không xứng đáng. Tại sao? Tôi là vợ của anh ấy cơ mà. Là người bên cạnh anh ấy những lúc cơ hàn nhất, thì tại sao tôi lại không xứng đáng chứ? Cô là cái thứ gì mà đặt điều kiện cướp chồng tôi? Đúng là đồ vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ à? Bây giờ có tiền là có liêm sỉ hết. Không có tiền là chẳng có gì cả. Cô hiểu chứ? Tôi cho cô một ngày, cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Nhưng tôi nói cho cô biết, sẽ không có ai đưa ra điều kiện hợp lý hơn tôi đâu. Và cũng sẽ chẳng có ai giúp cô bây giờ đâu. Thì ra là vậy. Thì ra chính cô là người sắp đặt tất cả mọi chuyện này à? Hả? Đúng hay sai thì cũng không có còn quan trọng nữa. Cô chỉ cần biết, chỉ cần cô rời đi rồi ấy, thì anh ấy sẽ không phải chết. Nếu không, anh ấy sẽ phải chết trong tình trạng thân bại danh liệt đấy. Cô đúng là điên rồ mà. Vì cái gì chứ? Lý do vì gì mà cô làm như thế hả? Vì tôi yêu anh ấy. Tôi muốn anh ấy ở bên cạnh tôi, duy nhất thuộc về mình tôi thôi. Nếu tôi không có, thì cô cũng đừng có hòng mà có được.
Cô nghĩ như thế là tình yêu à? Cô tưởng không có tôi thì anh ấy sẽ yêu cô à? Thế còn cái tình yêu vĩ đại của cô, tại sao cô không rời đi để cứu sống anh ấy? Chẳng lẽ cô lại trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi hay sao? Điều kiện đã rõ, nếu cô đồng ý thì hãy mau rời đi đi. Xem ra cô vẫn sống tốt đấy chứ. Thế nào, bỏ chồng của mình trong lúc khốn khó nhất, thế đã tìm được đại gia nào chưa? Có đem lại cho cô cuộc sống sung sướng hơn chứ? Em xin lỗi, là em đã bỏ anh. Nhưng bây giờ được nhìn thấy anh thế này là em vui rồi. Đến giờ cô vẫn còn nóng kịch được nữa. Bớt diễn lại đi. Bản chất của cô thế nào tôi còn không biết chắc. Tôi nói cho cô biết, cô đến chết ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Cũng may là tôi sớm nhận ra cái bản chất tồi tệ của cô. Lúc ấy tôi chỉ ước có thể gặp được cô, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết đâu. Nhưng còn bây giờ chỉ còn lại cảm giác ghê tởm thôi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh làm vậy có công bằng với em không? Ai là người đã ở bên cạnh anh lúc anh sắp chết? Ai là người đã giúp anh đưa anh về từ tay thần chết hả? Anh biết, em là người đã giúp đỡ anh ở bên anh những lúc khó khăn. Anh không bao giờ quên điều ấy cả. Em không cần anh phải nhớ ơn em, nhưng mà em cần anh yêu em. Tại sao bao lâu nay anh cứ thở lại nhạt với em như thế? Chẳng lẽ anh không hiểu được tình cảm của em hay sao? Anh... Hay là anh đã gặp cô ta rồi? Cô ta dám quay trở về gặp anh hả? Nếu mà cô ta gặp em ấy thì em sẽ không tha cho cô ta đâu! Em định làm gì? Chỗ tôi làm việc, cô đang làm cái trò gì đấy? Tôi không có gì để nói với cô cả. Không có gì để nói với tôi? Hay là muốn nói chuyện với anh Lâm? Tôi nói cho cô biết, cô mà dám hé răng ra nửa lời tôi cũng sẽ không để cô yên đâu. Cô định làm gì chứ? Tôi muốn cô biến mất khỏi cuộc đời này. Biến mất thật sự, để anh ấy khỏi nhớ nhung về cô nữa. Thì ra bao nhiêu lâu nay cô vẫn chưa thể chiếm được trái tim của anh ấy à? Không ngờ lời tôi nói đã hiệu nghiệm rồi kìa. Mày... Tôi nói cho cô biết,
Bây giờ tôi không phải là cái đứa mà trước kia cô muốn làm gì thì làm đâu. Vậy mày còn mơ tưởng được quay về với anh Lâm à? Tao nói cho mày biết, anh ấy cũng đã hận mày đến tận xương tủy rồi. Mày đừng có mà mơ. Đó chẳng phải là những gì cô gây ra cho tôi hay sao? Cô âm mưu phá hoại công ty tôi phá sản. Cô cho người dàn dựng tai nạn để anh Lâm bị thương. Cô ép tôi về bỏ chồng. Thử hỏi, nếu như anh Lâm biết hết tất cả mọi chuyện này thì anh ấy sẽ hận ai? Em vừa nói cái gì? Anh Lâm, anh đến đây để làm gì đấy? Anh đừng nghe cô ta lừa. Cụ đàn bà này rất thâm độc. Anh đừng tin cô ta. Anh phải tin em. Trang, những gì em vừa nói có phải sự thật không? Chuyện người ta ép em phải rời bỏ anh, tại sao em không nói với anh? Anh là chồng của em cơ mà. Em tại lúc đó em không một cách nào chọn đó khác cả. Cô ta ép em, và em cũng thà hy sinh tất cả chứ em không thể nhìn thấy anh chết đi được. Anh đừng nghe cô ta nói nhảm nữa được không? Em có gì để chứng minh không? Em đã rời bỏ anh một lần rồi, nên anh không thể tin em ngay được. Đây, em luôn mang theo người cái này. Em mang theo nó vì em hy vọng là lúc nào anh cũng sẽ khỏe mạnh và sống thật tốt. Cô bảo cô yêu tôi, vậy mà cô lại hãm hại tôi. Như thế mà là yêu à? Cái tình yêu của cô là sự lừa dối và những thủ đoạn độc ác à? Em yêu anh mà. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh mất rồi. Em cũng chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi. Em sai rồi. Tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu mà. Những ngày tôi còn tay trắng, phải chạy ăn từng bữa một, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi. Vậy mà lúc đó cô ấy lại rời bỏ tôi. Tôi đã cố gắng đi tìm mọi lý do. Quả nhiên, hóa ra từ trước đến giờ em vẫn luôn tìm kiếm cô ấy à? Vậy còn em, còn sự chân thành của em, chẳng lẽ anh không bao giờ mảy may nghĩ tới à? Trước đây tôi yêu cô ấy, và kể cả bây giờ và mãi về sau tôi vẫn sẽ yêu cô ấy. Không ai có thể thay thế được cả. Đến phút cuối cùng em vẫn tay trắng. Em đã rất khó khăn để có được anh cơ mà. Em không thể mất anh dễ dàng như vậy được. Anh Lâm, em xin anh đừng rời bỏ em có được không? Em không thể mất anh được, em không muốn mất anh đâu, không? Trước tiên thì tôi muốn cảm ơn cô. Vì dù gì, ngày đấy cô đã bỏ một số tiền ra để cứu mạng sống của tôi. Nhưng thực sự cái tâm địa của cô quá xấu xa và tôi không thể sống bên cạnh cô được. Đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa. Trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người. Bạn muốn là người lái đò? Hãy đến với tìmviệc.com.vn.